Để đảm bảo tiến độ xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng sân vận động tỉnh Trà Vinh trước hợp đồng, ông Cao Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bách Việt Trà Vinh cho biết, theo hợp đồng công trình này sẽ được thực hiện trong 2 năm, đến tháng 12 năm 2024 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhưng đến nay chỉ sau hơn 1 năm thi công, đơn vị đã hoàn thành trên 60% khối lượng công trình và theo kế hoạch, sân vận động tỉnh sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 9 năm nay, có nghĩa là sẽ đưa vào hoạt động trước 3 tháng so với hợp đồng. Để đảm bảo được tiến độ này, hiện nay đơn vị thi công đang tập trung nguồn nhân lực và các thiết bị máy móc tăng gần 40% so với thời gian thi công trước đó. Ban quản lý dự án công trình sân vận động tỉnh cho biết thêm, khi sân vận động tỉnh được thi công đảm bảo thời gian tiến độ, đưa vào hoạt động sớm hơn so với hợp đồng sẽ mang lại nhiều ý nghĩa, lợi ích cho tỉnh. Bởi khi đó, Trà Vinh sẽ kịp tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong những tháng cuối năm, đặc biệt là đăng cai tổ chức vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc. Đây cũng là một hoạt động thể thao có ý nghĩa quan trọng diễn ra vào cuối năm nay. Mặt khác, khi sân vận động sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động cũng sẽ góp phần tích cực cho nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân trong tỉnh. Được biết, công trình sân vận động tỉnh Trà Vinh có tổng diện tích xây dựng gần 5 hectare với các hạng mục gồm nhà thi đấu đa năng 2.000 chỗ ngồi, khán đài 5.000 chỗ ngồi, sân thi đấu bóng đá và nhiều công trình phụ trợ khác. Công trình này có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Đây là kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh.